cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm thời gian ngày 26 tháng 9 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 149 chư vị pháp sư. Chư vị đồng học xin mời ngồi. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 172. Bắt đầu từ câu sau cùng. Hàng thứ ba Duy có nhất thừa nguyện hải của tịnh Tông Sáu chữ hồng danh Mười người niệm, mười người vãng sanh Và người tu và người đi Nên hơn các kinh khác Hơn nữa Thứ nhất Vãng sanh tất chứng bồ đề Thứ hai Khi pháp diệt duy nhất còn kinh này độ thoát chúng sanh thứ ba phàm thánh niệm phật đều bình đẳng như nhau sớm sao nói sáu chữ hồng danh các thánh bình đẳng nên nói lợi ích chân thật không gì hơn được pháp này Hôm qua chúng ta học đến đây thì thời gian đã hết. Ý đoạn này rất thâm sâu và vô cùng quan trọng. Ở trước Nói kinh này đầy đủ ba loại chân thật Thứ nhất là chân thật rốt ráo Đây là nói thể của kinh đều là tự tánh hiện lộ ra không phải từ ý thức phát sanh ra phàm phu lục đạo chúng ta bao gồm hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới trong này có phật có bồ tát tất cả mọi tư tưởng đều không tách rời tâm ý thức nói cách khác là từ trong tâm ý thức hiện lộ ra tâm ý thức là vọng tâm là a lại gia vọng tâm cũng có thể thể của vọng tâm chính là a lại gia a lại gia là tạm thức Mạc na Là chấp trước Là ý căn Thức thứ sáu là phân biệt Là ý thức Thật sự khởi tác dụng Chính là vọng tâm A lại gia là y tự tánh biến hiện ra Cho nên Pháp Tướng Tông nói nó nửa chân nửa vọng Thể của nó là tự tánh Tác dụng và hiện tượng của nó là hư vọng Đây là hiện tượng do nhất niệm bất giác sanh ra Mê không phải thật Mê là hư vọng Cho nên thể của tất cả các kinh Phật và Pháp thân Bồ Tát là từ tự tánh hiển lộ ra vì thế mới nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp cùng một tánh thể chân thật rốt ráo trong kinh này quan trọng nhất là nói với chúng ta về lợi ích chân thật lợi ích là nói hiện tại hiện tại chúng sanh mê thất tự tánh sai việc hoàn toàn mỗi người khác nhau mê không giống nhau nói cách khác trình độ mỗi người đều khác nhau học cùng một lớp có bốn năm mươi học sinh khi thi cử vẫn có hạng thứ nhất đến hạng năm mươi không có hai người cùng một hạng Ở đây nói rõ điều gì? Chứng minh căn tánh không giống nhau Cho nên Phật mời Đại Từ Đại Bi Mở cánh cửa phương tiện cho chúng ta Đây chính là lợi ích chân thật Vì lợi ích chân thật của mỗi người Lợi ích chân thật của mỗi người đều khác nhau Mở ra pháp môn này Tám vạn bốn ngàn pháp môn Tám vạn bốn ngàn pháp môn là từ cương lĩnh mà nói Nghĩa là có tám vạn bốn ngàn loại Trong mỗi loại là vô lượng vô biên Cho nên trong tứ hoàng thệ nguyện nói pháp môn vô lượng thể nguyện học vô lượng này là thật không phải giả học để làm gì không phải vì chính mình mà vì tiếp dẫn chúng sanh mới học vô lượng pháp môn nếu vì chính mình thì sao vì bản thân thì đây chính là viên thành phật đạo một pháp môn là đủ pháp môn nào từ trên lý mà nói thì pháp môn nào cũng được nhưng từ trên căn tánh mà nói thì có khó và dễ khác nhau nếu như không khế hợp với căn cơ quý vị khi tu học sẽ rất khó không dễ thành tựu nếu như khế hợp với căn cơ khi tu học sẽ tiện lợi dễ dàng hơn đời này có thể đạt được lợi ích rất thù thắng Chỉ nói riêng về khế cơ Phật A-di-đà Rất đặc biệt Điều này không phải tất cả chư Phật đều nghĩ đến Phật cũng không nghĩ Khi Phật A-di-đà nghĩ đến Không phải nghĩ đến khi thành Phật Thành Phật không nghĩ đến mà nghĩ đến lúc con ở trong nhân địa. Khi còn làm Bồ Tát. Thấy pháp giới hư không giới. Trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật có lục đạo chúng sanh. Điều này chúng ta thấy trong kinh hoa nghiêm ở phẩm hoa tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu nhiều rất nhiều có không có đích thực có thế giới thanh tịnh của chư phật trong thế giới đó không có lục đạo không có thập pháp giới thuần là tịnh độ không có ế độ cũng có thực tế mà nói cũng không ít nhưng có tịnh có ế có thiện có ác Số lượng này ít nhất cũng trên một nửa. Những chúng sanh mê hoặc điên đảo này rất đáng thương. Họ không hẳn là không nghĩ đến vượt thoát luân hồi, nhưng không ra được tỳ kheo pháp tạng phát nguyện lớn như thế nghĩ ra một pháp môn phổ độ chúng sanh cương lĩnh nguyên tắc chung không thay đổi muốn độ đổ chúng sanh trước phải độ bản thân muốn giúp người khác bản thân không có đức hạnh như vậy thì giúp thế nào cần phải có đức hạnh có trí tuệ mới có thể giúp được cho nên tỳ kheo pháp tạng ở nơi nhân địa phát ra 48 lời nguyện 48 nguyện này trừ phật khác không có phát 48 lời nguyện này là vì ai chuyên vì lục đạo chúng sanh tứ thánh pháp giới tuy khổ nhưng nhẹ hơn nhiều họ tu học bất kỳ pháp môn nào chứng vô thượng bồ đề chỉ đợi thời gian mà thôi chỉ cần đợi không gấp gáp gì nhưng chúng sanh trong lục đạo không có hy vọng. Càng mê càng sâu, càng vào càng khổ. Cho nên, đặc biệt phát nguyện vì những chúng sanh đau khổ này. Năm kiếp tu hành Đây là từ trên thời gian mà nói Năm kiếp tu hành Tu gì Mỗi nguyện đều viên mãn Nguyện này đã thực hiện Quả thật có thể phổ độ chúng sanh Chúng sanh tội nghiệp sâu nặng đến đâu cũng được độ Trừ phi quý vị không có nhân duyên Không gặp được pháp môn này Chỉ cần gặp được pháp môn này Đầy đủ ba điều kiện Thiện căn phước đức, nhân duyên Nhân duyên nghĩa là gặp được pháp môn này Thiện căn là tinh thật Nguyện thiết Quý vị tin và phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Có thể hành trì chịu niệm câu Phật hiệu này. Bài học ngày hôm qua, chú trọng vào công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đem một lời dạy học của Thế Tôn quy kết vào một câu danh hiệu. Sở dĩ chư Phật xuất hiện ở thế gian là để nói nhất thừa nguyện hải của Phật A Di Đà. Câu này Liên trì đại sư nói rất hay, chư thánh niệm sáu chữ hồng danh đều bình đẳng. Chư thánh là 41 vị phát thân đại sĩ. Quý vị xem, một câu A Di Đà Phật với bốn mốt vị Pháp thân đại sĩ Địa vị bình đẳng Tê là chỉnh tê Thấy họ bình đẳng như nhau Quá tuyệt Những lời này đích thực là khó tin Cho nên pháp môn này gọi là Pháp khó tin Nếu như tin thật Vậy thì xin chúc mừng Đời này quý vị sẽ thành Phật hoa nghiệm lão không dễ dàng đem những tư tưởng của cổ thánh tiên hiền đối với nhất đại thời giáo của thế tôn quy nạp diễn dịch chỉ thị ra Bộ kinh này trong tất cả kinh điển Từ lợi ích chân thật mà nói Nó là kinh điển bậc nhất Vượt qua hoa nghiêm và pháp hoa Trở thành chân thật trong chân thật rất tuyệt vời chúng ta quả thật may mắn đương nhiên đây không phải là ngẫu nhiên phật giáo nói tới nhân quả đạo lý nhân quả vô cùng sâu sắc bởi vậy hôm nay có thể nghe được pháp môn này nghe được câu phật hiệu này thấy được bộ kinh điển này là do nhiều đời kiếp trong quá khứ đã từng học pháp môn này nếu không thì pháp khó tin như vậy làm sao ta vừa nghe mà có thể tin được sao lại dễ dàng như thế cho nên trong đời quá khứ không có thiện căn phước đức nhân duyên thì đời này không thể tiếp thu quý vị không tin cũng không phát nguyện tin tưởng phát nguyện quý vị cũng sẽ không buông bỏ tất cả pháp nếu buông bỏ một cách sạch sẽ sau cùng như thế nào sau cùng chính là một câu danh hiệu họ sẽ thành công đúng là không thể nghĩ bàn Ở đây đặc biệt nói ra công đức không thể nghĩ bàn của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mười người chí tâm tin hiểu ưa thích. Mười người thì cả mười người đều vãng sanh. Một vạn người thì một vạn người vãng sanh. Đây chính là lời của Đại sư Thiện Đạo và người tu và người đi không sót một ai phật hiệu này niệm bao lâu chúng ta xem tịnh độ thánh hiền lục xem vãng sanh truyện xem những liên hữu học phật hiện nay của chúng ta có người y giáo phụng hành buông bỏ vạn duyên từ sáng đến tối a di đà phật a di đà phật a di đà phật hoặc là nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật bốn chữ hay sáu chữ đều như nhau đều không sao cả nhất tâm xương niệm học quên hết mọi chuyện vứt bỏ tất cả chúng ta quan sát từ trong hành môn xưa nay không quá ba năm thời gian không dài họ đã thành công con nhanh nhất nhanh nhất là ba ngày chậm nhất không quá ba năm con có pháp môn nào thu thắng hơn pháp môn này chăng quý vị xem đem pháp môn này đặt vào trong lợi ích chân thật xếp hàng thứ nhất có đạo lý đúng là bậc nhất chưa nghe nói tu hoa nghiêm tam muội ba năm thành phật chưa từng nghe nói kinh pháp hoa cũng chưa nghe nói tu ba năm mà thành tựu đừng nói là ba ngày đạo lý này vấn đề này thù thắng trong thù thắng vô cùng thù thắng Ta buông bỏ tất cả, có một gì nữa Cổ nhân nói rất hay Nếu thấy được di đà, lo gì không khai ngộ Trước đây tôi từng giảng nhiều lần kinh này Tôi cũng thường nói Nếu chúng ta buông bỏ tất cả pháp môn kinh giáo Hiện nay như thế nào? Bây giờ nắm bắt điều này, ta đến thế giới cực lạc trước, pháp môn cần học chăng? Cần học khi nào học? Đến thế giới cực lạc gặp được Phật A Di Đà rồi học. Vì sao vậy? Vì đến thế giới cực lạc vô lượng thọ, chúng ta có thời gian. Ở thế gian này thời gian quá ngắn ngủi. Ở thế gian này chỉ cần đặt nền tảng đức hạnh thật vững chắc. Căn bản này phải tốt. Cũng như chúng ta thường nói ba nền tảng nho thích đạo chỉ cần vững vàng ba căn bản này là được sau đó câu a di đà phật này sẽ đắc lực không có ba nền móng này thì câu a di đà phật này chỉ nói bằng miệng mà thôi không đắc lực cho nên niệm phật không biết bao nhiêu năm vì sao mà tập khí phiền não vẫn rất nhiều do không đắc lực Câu Phật hiệu này vẫn không hàng phục được tập ký phiền não. Nhưng nếu có ba nền tảng nho thích đạo, thêm vào câu A Di Đà Phật này, sẽ có năng lực hàng phục tập ký phiền não. Sau khi niệm Phật được ba năm, đạt được tâm thanh tịnh, Thực tế mà nói là được vãng sanh, được vãng sanh chăng? Trong đề kinh này đưa ra ba điều kiện: thành tịnh, bình đẳng, giác. Được một trong ba điều kiện này là có thể vãng sanh. Tâm thanh tịnh tức cõi Phật tịnh. Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh hiện ra. Từ tâm thanh tịnh của Phật A-di-đà hiện ra Cũng chính là từ tâm thanh tịnh của chính mình hiện ra Thanh tịnh là công phu tầng thứ nhất Được tâm thanh tịnh chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ Cõi phàm thánh đồng cư Được tâm bình đẳng sanh tịnh độ Cõi phương tiện hữu dư khai ngộ giác nghĩa là khai ngộ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc quý vị xem trên đề kinh này quá hay chúng ta không dễ đạt được bình đẳng giác nhưng tâm thanh tịnh đạt được không khó chỉ cần ta thật sự buông bỏ tâm thanh tịnh liền hiện tiền Phước bỏ hết những điều tạp nham. Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp môn, học liên trì đại sư, tam tạng mười hai bộ kinh để cho người khác ngộ. Bản thân không theo, chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà. Tam tạng mười hai bộ kinh nhường cho người khác ngộ, tám vạn bốn ngàn hạnh mặc cho người khác hành. Quý vị ai đồng ý hành thì người đó hành Tôi không tìm phiền phức nữa Căng tánh tôi rất chậm không bằng quý vị Tôi chỉ nhận định chắc pháp môn này Suốt đời tuyệt đối không thay đổi Trên thực tế thực sự mà nói Khó là có ở chỗ không buông được Kinh điển này nói một cách tường tận Lợi ích lớn nhất là gì? Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch Quý vị sẽ buông bỏ được Giúp chúng ta nhìn thấu Thật sự nhìn thấu sẽ buông bỏ Không làm nữa Nhất định vãng sanh tịnh độn từ lợi ích để nói lợi ích chân thật nên vượt qua các kinh khác tất cả kinh điển đức phật nói trong suốt 49 năm kinh này là đệ nhất không có kinh nào vượt qua bộ kinh này bên dưới còn nói với chúng ta về ba vấn đề hiển thị ra sự thù thắng của nó thứ nhất Vãng sanh tất chứng bồ đề Sanh đến thế giới cực lạc chưa chứng Thầy giáo từ bi Thầy giáo chính là Phật A-di-đà Thầy giáo đem công đức tu học của mình Gia trì cho chúng ta Ta sẽ trở thành gì? Thành A-duy Việt trí Bồ-Tát đây là bổ nguyện của thầy giáo, đến đó nhất định sẽ được ngài gia trì. A duy việt trí không phải là bản thân chứng được. Người nào vãng sanh chứng được A duy việt trí. Người đầy đủ tất cả thanh tịnh bình đẳng giác. Vãng sanh chính là A duy việt trí, đó không phải là Phật gia trì. Ba điều kiện vãng sanh này chúng ta chỉ có một Chúng ta chỉ có được tâm thanh tịnh Còn bình đẳng và khai ngộ vẫn chưa được Sự vãng sanh này cần phải gia trì Đến thế giới cực lạc Cõi phạm thánh đồng cư hà hà phẩm vãng sanh Trí tuệ, thần thông, đạo lực Y chánh trang nghiêm đều không có gì khác pháp thân đại sĩ. Đây là Phật A Di Đà gia trì. Thông thường chúng ta biết Phật lực gia trì là công phu tu hành của chúng ta Là điều tất nhiên Chúng ta có một phần công đức Phật liền gia trị một phần Chúng ta có hai phần Phật gia trị hai phần Thích hợp với sự tu hành của chúng ta Nói cách khác Chúng ta đạt được tâm thanh tịnh Thì sự gia trị này sẽ rất lớn Gia trị đến A-duy vị trí A duy vị trí đương nhiên cũng có đẳng cấp Vấn đề này về lý chúng ta có thể biết được Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc Đây là cõi phàm thánh đồng cư Gia trị họ đến đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thập trụ vị Nếu chúng ta có thể đạt được tâm bình đẳng Không những thanh tịnh mà còn bình đẳng bình đẳng là không có cao thấp. Đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh, đây là gì? Đây là Bồ Tát. Tôi tin sự giá trị của Phật nhất định là giá trị đến thập địa Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Nếu là thanh tịnh bình đẳng giác đều đạt được như vậy thì không cần gia trị Quý vị đến thế giới cực lạc liền thành tựu Nhưng vẫn có gia trị Ví dụ ở trong cõi thật báo Quý vị là thập trụ Bồ Tát Có thể gia trị đến thập địa Bồ Tát Thập hạnh thập hồi hướng cũng gia trị đến thập địa Đúng là như vậy Thì mới nói thông suốt được Sơ trụ trở lên nghĩa là A duy vị trí Nên trong A duy vị trí Bồ Tát Bao gồm 41 địa vị Từ sơ trụ đến đẳng giác Đều gọi là A duy vị trí Cũng nghĩa là vượt ra khỏi cõi phương tiện Cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới Cõi đồng cư là lục đạo, là lục phàm Quý vị xem vấn đề này thù thắng biết bao Quả là không thể nghĩ bàn Nên vãng sanh tất chứng bồ đề mà còn nhanh chóng Ở đây nhanh chóng hơn so với cõi nước chư Phật Trong Quán Kinh từng nói Quán Kinh nói địa vị thấp nhất Nghĩa là cõi phàm thánh đồng cư hà hà phẩm vãng sanh ở đó tu hành tu hành bao lâu mới thực sự chứng được a duy việt trí không phải gia trì là bản thân mình chứng được cũng chính là nói giống như thế gian này của chúng ta đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật đến tầng lớp tầng lớp này nghĩa là a duy việt trí trong kinh hoa nghiêm gọi là sơ trụ bồ tát cần bao nhiêu thời gian cần 12 kiếp quý vị nên nhớ người ở thế giới tây phương cực lạc vô lượng thọ vô lượng thọ thì 12 kiếp đối với họ mà nói thì giống như 12 ngày của chúng ta vậy tình hình chính là như thế họ sẽ chứng được Đây là tất chứng Bồ Đề Bồ Đề là diệu giác vị Thứ hai Khi Pháp Diệt Duy còn lại kinh này độ thoát chúng sanh Pháp vận của Thế Tôn là 12.000 năm Chánh Pháp 1.000 năm Tượng Pháp 1.000 năm đã qua rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc là bắt đầu vào thời kỳ Mạt pháp. Hiện nay cũng đã qua 1.000 năm. Nói theo cách của người xưa, thì Đức Phật thích Ca Mâu Ni nhiệt độ đến nay là 3.807 năm. Cho nên 12.000 năm đã qua 3.037 năm. Nếu chúng ta tính số tròn là còn 9.000 năm nữa Sau 9.000 năm Phật Pháp diệt tận Quý vị nên biết Kinh điển của Đức Thế Tôn không còn tồn tại trên địa cầu Không còn tìm thấy nữa Nhưng vẫn còn một bộ kinh diệt sau cùng Bộ kinh này ở trên địa cầu còn có thể kéo dài 100 năm. Bộ kinh này chính là kinh vô lượng thọ. Có bộ kinh này độ chúng sanh, gặp được bộ kinh này đều có thể được độ. Thứ ba, phàm thánh niệm Phật đều bình đẳng như nhau. Thánh nhân niệm Phật là những người nào? Là tứ thánh Pháp giới Là thánh nhân, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát, Phật Phật trong mười Pháp giới Niệm Phật vãng sanh tịnh độ Người trong lục đạo phàm phu niệm Phật Thậm chí là đường ngạ quỷ, đường súc sanh, địa ngục Chỉ cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì đều có thể vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa vị đều bình đẳng. Thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải luyện, tức phải luyện công phu, luyện công phu gì? luyện trong mắt mình thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng tương ứng với thế giới cực lạc tôi cao hơn người khác người khác không bằng tôi như vậy thì không được tập khí phiền não này chướng ngại ta vãng sanh là thật không phải giả dạ. trước đây thầy lý thường nói với tôi Người niệm Phật nhiều, nhưng người vãng sanh ít. Liên xã Đại Trung ở Đài Loan do Thầy thành lập. Thầy luôn là người hướng dẫn của Liên xã. Liên hữu của Liên xã. Khi tôi ra đi thì có khoảng 50 vạn người. Quy mô lớn nhất trong đoàn thể nhân gian ở Đài Trung. đều nghe giáo huấn của thầy lý thầy nói với chúng tôi liên hữu trong liên xã đài trung người niệm phật nhiều như vậy trong một vạn người chỉ có một hai người vãng sanh mà thôi Vì sao không phải vạn người tu vạn người đi? Không phải kinh điển có vấn đề Không phải phương pháp niệm Phật có vấn đề Mà vấn đề là ở chỗ bản thân chúng ta Khoảng cách quá xa so với tiêu chuẩn vãng sanh Tiêu chuẩn để vãng sanh chính là trên đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác. Tôi phân chữ này vào trong ba cõi. Không tính cõi thường tịch quan. Tâm thanh tịnh sanh cõi đồng cư. Tâm bình đẳng sanh cõi phương tiện giác ngộ, đại triệt đại ngộ, sanh cõi thật báo trang nghiêm. Điều này rất quan trọng. Niệm Phật phải dùng tâm thanh tịnh. Phải áp dụng tâm thanh tịnh này trong cuộc sống hàng ngày, đối người, đối sự, đối vật thuần là thanh tịnh vĩnh viễn là thanh tịnh trong hoa nghiêm hoa nguyên quán giúp ích cho chúng ta rất nhiều vì nhiễm ô của chúng ta với tập khí ngạo mạn vô cùng nghiêm trọng Làm sao có thể trở về đến thanh tịnh Thanh tịnh bình đẳng là tánh đức Tự tánh vốn là thanh tịnh bình đẳng Khi khai ngộ Câu đầu tiên mà Đại sư Huệ Năng nói là Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Đây là tánh đức Cũng chính là nói Chúng ta mê thức tự tánh quá lâu Quá sâu trong hoàng nguyên quán rất khó được nói với chúng ta về nguồn gốc của vũ trụ hiện nhất thể khởi nhị dụng thị tam biến hay khiến chúng ta thật sự hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh chúng ta tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng tập khí ô nhiễm này là sai xem bản thân mình rất cao xem người khác rất thấp cũng sai luôn sự thật không phải như vậy sự thật là bình đẳng không những mình và người bình đẳng mà ta với côn trùng kiến gián cũng bình đẳng nhìn xuống thấp hơn ta và hạt bụi bình đẳng bình đẳng với tất cả pháp tất cả pháp không rời tự tánh trong kinh điển đại thừa thường nói ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm tâm bình đẳng sao pháp lại không bình đẳng làm gì có chuyện không bình đẳng Không bình đẳng là do nhân duyên gì là do không chịu buông bỏ, buông bỏ tập khí phiền não, tâm bình đẳng lập tức hiện tiền. Câu này ở trong số sau của Liên trì đại sư phải luôn luôn ghi nhớ. Quý vị ghi nhớ mới thật sự biết được. Câu Nam mô A Di Đà Phật này thật không thể nghĩ bàn ở phần kết luận sau nên nói lợi ích chân thật không có gì hơn được pháp này tất cả pháp thế xuất thế gian nói lợi ích chân thật chỉ có pháp này trì danh niệm phật chúng ta xin tiếp bên dưới kinh này lại có thể ban cho lợi ích chân thật do trong kinh khai hóa đều là rốt ráo chân thật cõi cực lạc phi diệu chính là di đà trú trong trí tuệ chân thật hiển lộ ra đây là nói ra cả ba loại chân thật ba loại chân thật này có mối quan hệ liên đới tuyệt đối không phải ngẫu nhiên bộ kinh này có thể đem đến lợi ích chân thật cho chúng ta huệ nghĩa là ban cho cho chúng ta lợi ích chân thật là do trong kinh khai hóa duyên do là lý do là đạo lý gì trong kinh khai thị giáo hóa trong kinh đều là lợi ích chân thật đều là nói xưng tánh thế giới cực lạc là phật a di đà trú trong tuệ chân thật hiển lộ ra từ trong tánh đức của tự tánh hiển lộ ra thể hiện ra tịnh độ này thì hiện đạo tràng này đạo tràng này chúng ta cũng thường giới thiệu với mọi người đào tràng ở thế giới cực lạc là một ngôi trường là ngôi trường dạy phàm phu một đời thành phật ở đây cũng khiến chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc giải quyết mọi vấn đề phải cần trí tuệ tri thức không được ngày nay trên địa cầu này triết học và khoa học đều thuộc về tri thức tri thức dù cao đến đâu cũng không giải quyết được động loạn trên thế giới không giải quyết được thiên tai thảm họa trên địa cầu điều gì có thể giải quyết trí tuệ có thể giải quyết tri thức giải quyết vấn đề đều có hậu di chứng trí tuệ giải quyết vấn đề không có hậu di chứng bởi thế giáo dục phật giáo là giáo huấn chân thật Nhà Phật gọi là tôn giáo Chúng ta xem ý nghĩa người ta giải thích về chữ tôn Tôn là giáo dục chủ yếu Dạy học quan trọng Giáo hóa tôn sùng Thế xuất thế gian không thể sánh được là lợi ích chân thật là trí tuệ chân thật chúng ta phải nhận thức rõ điều này nhận thức rõ mới biết coi trọng nền giáo dục này ta gặp được như lượm được của báu phải nắm chắc tuyệt đối không buông lơi nhất định phải thành tựu trong vãng sanh luận nói Ba loại thành tựu nguyện tâm trang nghiêm Ba loại này là Cõi Phật Phật Bồ Tát Cõi Phật là y báo Phật Bồ Tát là chánh báo Y chánh trang nghiêm Điều này khắp biến Pháp giới hư không giới Trong cõi nước của tất cả chư Phật đều không tìm thấy trong kinh hoa nghiêm không phải nói có rất nhiều cõi nước chư phật sao đúng vậy chúng ta đều thấy đều từng học qua trong cõi nước của tất cả chư phật có nhiễm tịnh có thiện ác nhiễm tịnh thiện ác là không có bình đẳng Ở thế giới cực đạt Không có nhiễm tịnh Cũng không có thiện ác Đến thế giới cực lạc là bình đẳng Điều này không thể nghĩ bàn Thế giới cực lạc quả đúng như kinh điển đại thừa nói sanh phật bình đẳng chúng sanh và phật bình đẳng chúng sanh và phật không hai chúng sanh và phật nhất như vì sao vậy chúng ta có thể tưởng tượng được trong phật pháp nói đệ nhất nghĩa đế họ đều đạt đến cảnh giới này đệ nhất nghĩa đế là gì là bản thể năng sanh năng hiện tự tánh thanh tịnh viên minh thể nhất thể sao không bình đẳng được y chánh trang nghiêm đều là thể này biến hiện ra vì sao thế giới tha phương không bình đẳng vì tha phương thế giới mê không hiểu chân tướng sự thật nếu biết được chân tướng sự thật sao không bình đẳng được ngày nay chúng ta đã biết phải trong sinh hoạt hàng ngày lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần tìm lại tâm thanh tịnh tìm lại tâm bình đẳng tìm như thế nào phương pháp quá hay nhìn thấy mọi người mọi sự mọi vật liền chắp tay nam mô a di đà phật thanh tịnh bình đẳng đều ở trong đây tuy giá chưa hiện tiền nhưng giá cũng ở trong đó quý vị thấy có danh hiệu này phương pháp tu hành này có tuyệt diệu không thanh tịnh bình đẳng giác ở ngay trong câu danh hiệu này khởi tâm động niệm toàn là a di đà phật ngoài a di đà phật ra không có niệm thứ hai trong sinh hoạt hàng ngày bất luận gặp vấn đề gì hay khi xuất hiện tình huống gì ta chỉ cần niệm phật sẽ được phật lực gia trị tất cả tình huống tự nhiên có trí tuệ không thể nghĩ bàn tức là phật lực gia trị cho ta đức phật dùng cái gì để gia trị trí tuệ chân thật Quý vị có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Câu này là lượt nói nhập nhất pháp cúng Nói đơn giản, nhập nhất pháp cú Nhất pháp cú gọi là thanh tịnh cú Nhất pháp cú này chúng ta hiểu Nhất pháp cú này nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật Câu A Di Đà Phật này là thanh tịnh cú Vì sao vậy? Vì niệm có Phật hiệu này tâm thanh tịnh liền hiện tiền Nếu niệm chân thật tâm thanh tịnh rất dễ hiện tiền Chỉ có một câu A Di Đà Phật Ngoài ra đều buông bỏ hết tâm thanh tịnh liền hiện ra trong tám vạn bốn ngàn pháp môn muốn buông bỏ phải có công phu thật sự vì sao vậy vì tập khí phiền não của con người quá nặng vô lượng kiếp quân tu mà thành buông bỏ đâu có đơn giản như thế đây là điều khó khi tu các pháp môn khác. Phương pháp của Phật A-di-đà rất tiện lợi. Trong tâm ta không thể không có ý niệm, luôn có ý niệm. Ngài dạy ta đem tất cả ý niệm đều trở về nơi A-di-đà Phật. Dùng câu A-di-đà Phật này thay thế vào. Câu Phật hiệu này là thanh tịnh cúng Bục luận là nói từ lý hay sự đều thông suốt Lý là chân thật rốt ráo Sự là vạn pháp quy nhất Ta không nghĩ đến điều gì khác ngoài a di đà Phật Vấn đề là gì? phải y giáo phụng hành quý vị làm gì khác nên nhớ đó là nguyên nhân trôi lăn trong luân hồi lục đạo không ra khỏi lục đạo ta dùng câu danh hiệu này thay đổi tất cả ý niệm vậy ta đi là con đường thành phật ta đi là con đường vô thượng bồ đề mà còn chúc mừng quý vị không quá ba năm quý vị sẽ thành tựu rất tuyệt vời bên dưới nói chân đật rốt ráo là vô vi pháp thân Y chánh tràng nghiêm của thế giới cực lạc Là trí tuệ chân thật hiển lộ ra Tất cả đều chân thật Nên có thể ban cho lợi ích chân thật Tất cả đều chân thật Nghĩa là sao? Tất cả đều là tự tánh Hoàn toàn tương ưng với tự tánh thanh tịnh viên minh thể đây gọi là tất cả đều chân thật tương ưng viên mãn tương ưng một cách rốt ráo là ai là phật a di đà phật a di đà đã làm được nên danh hiệu của ngài cũng tương ưng danh hiệu nghĩa là chân thật rốt ráo chân thật rốt ráo tức là danh hiệu của ngài Danh hiệu chính là vô vi pháp thân, pháp thân nghĩa là Phật A Di Đà. Trong bài học trước chúng ta có nói đến tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương nói không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. Đương nhiên cũng bao gồm tất cả kinh điển Đức Phật nói suốt 49 năm. đều có thể quy về kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Vì bộ kinh này là Đức Thế Tôn minh tâm kiến tánh. Nói ra cảnh giới minh tâm kiến tánh. Nói tương tận cho chúng ta nghe Là cảnh giới khai ngộ của Ngài Cảnh giới này trong Kinh giáo Đại Thừa nói Thật tướng các Pháp Chân tướng vũ trụ nhân sinh Nói ra tất cả Sau cùng là viên mãn của Hoa Nghiêm Đây là nói như thế nào mới có thể giống Đức Thế Tôn Giống chư Phật Như Lai Cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc được Sau cùng Phổ hiện Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về cực lạc. Cho nên, hoa nghiêm đạt được tịnh độ mới được coi là phiên mãn. Nếu không có tịnh độ, chỉ nói cảnh giới đó thôi, không ai có thể chứng được. Như vậy chỉ có thể nói là hàng thượng thượng căn có phần, còn thượng trung hạ đều không có phần phổ hiền bồ tát quy về cực lạc không những bồ tát phổ hiền mà bồ tát văn thù cũng không ngoại lệ bồ tát văn thù trong kinh hoa nghiêm sau cùng cũng phát nguyện phản sanh tịnh độ Thần cận Phật A-di-đà Làm tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta biết Tất cả kinh điển Mà tất cả như lai trong mười phương ba đời nói Tổng kết sau cùng Chính là kinh vô lượng thọ Tổng quy kết về bộ kinh này Trong bộ kinh này Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập thành 48 phẩm Trong 48 phẩm này thì phẩm nào quan trọng nhất? Chư vị cao tăng tổ sư đều nói Phẩm thứ sáu quan trọng nhất phẩm thứ sáu là gì là bốn mươi tám nguyện trong bốn mươi tám nguyện thì nguyện nào quan trọng nhất hôm qua chúng ta đã học đến đây đây đều là các bậc cổ đức xưa nay nói nguyện thứ mười chín hơn hẳn pháp hoa và hoa nghiêm nguyện hai mươi là hơn nguyện thứ mười chín Nguyện 18 lại vượt qua nguyện 20 Nguyện thứ 18 là gì? Là 10 niệm tất được phản sanh Nghĩa là công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Sao cùng quy về đâu? Quy về sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nếu như có người hỏi quý vị Phật giáo là gì? Quý vị có thể chắp tay nói với họ Nam Mô A Di Đà Phật Họ sẽ không hiểu Ai hiểu được Chư Phật Như Lai đều gật đầu Quý vị trả lời không sai Ý nghĩa của danh hiệu này Thật không thể nghĩ bàn Quá tuyệt Sâu rộng vô biên Nguyện thứ 18 chính là một câu danh hiệu Nghĩa là nhất pháp cú trong vãng sanh luận nói Là thanh tịnh cú Chân thật trí tuệ, vô vi pháp thân Đây là giải thích như thế nào gọi là thanh tịnh cú Câu danh hiệu này chính là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân Không có gì sánh bằng Bộ kinh vô lượng thọ này toàn kinh 48 phẩm, từng chữ từng câu đều là trí tuệ chân thật. Vô vi pháp thân tức thật tướng. Nghĩa là trong kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp thật tướng các pháp tức là vô vi pháp thân tự tánh sở sanh sở hiện a la già sở biến trong này thiên biến vạn hóa đó là tác dụng của thức trong kinh điển đại thừa đức phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tùy theo ý niệm mà thay đổi thiên biến vạn hóa không có cảnh dừng những đạo lý này khi chúng tôi mới học Phật cũng rất nghi hoặc. Sao lại không có cảnh dừng? Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến kính vạn hoa lúc nhỏ chơi, người ta tặng cho tôi kính vạn hoa này. Cấu tạo nó rất đơn giản, trong này có ba miếng thủy tinh mấy miếng giấy vụn khác màu, quý vị chuyển động nó, xoay chuyển nó, quý vị nhìn vào trong không thấy có hai hình ảnh nào giống nhau. Thiên biến vạn hóa, đến đồ chơi này cũng thể hiện ra được đạo lý này. Đức Phật nói đại vũ trụ giống như trò chơi này vậy, không phải do con người thiết kế như thế, không phải. không liên quan đến Thượng Đế. Không liên quan đến kẻ sáng lập, cũng không liên quan đến Phật, Bồ Tát. Tự tánh vốn như vậy, nó vốn đã là như thế. Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm, giống như kính vạn hoa này không ngừng xoay chuyển. Đạo lý chính là như vậy là giả không có gì thật cả tuyệt đối đừng để nó làm mê hoặc bị nó mê hoặc là mắc lừa chúng ta ở trong lục đạo luân hồi ở trong mười pháp giới chính là bị mê mê mà không giác nên không ra khỏi được Yếu Giải nói: Của Ngầu Ích đại sư. Trong Yếu Giải ngài nói: Năng thuyết, Sở thuyết. Năng thuyết là Đức Thế Tôn, Sở thuyết là bộ kinh này. Năng độ, sở độ năng độ là lý luận và phương pháp nói trong kinh sở độ là chúng sanh lục đạo năng tính sở tính vấn đề là chúng ta có tin hay không những gì nói trong bộ kinh này lý luận và phương pháp bao gồm cảnh giới Chúng ta nương theo phương pháp và lý luận này học tập Tương lai được kết quả như thế nào? Thầm tính không nghi Năng nguyện sở nguyện Chúng ta phải phát nguyện Có thể phát nguyện là bản thân Là tâm mình Nhất định phải tương ưng với nguyện của Phật A-di-đà bởi thế tịnh tông học hội lúc thành lập ở mỹ tôi viết một bài duyên khởi đề xuất cương lĩnh tu học trong cương lĩnh có năm khoa mục khoa mục đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước trong kinh quán vô lượng thọ phật là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tịnh độ tông chúng ta nương vào đó để tu hành điểm nương tựa đầu tiên rất quan trọng chỉ có ba điều điều thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp tôi dùng ba câu này thực hành vào trong ba nền tảng của nho thích đạo hiểu thần tôn sư nên thực hành như thế nào thực hiện đệ tử quy là được ta bắt đầu hạ thủ từ đây từ tâm bất sát ở đây nói đến giáo dục nhân quả áp dụng trong thái thượng cảm ứng thiên Câu sau cùng là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tu Thập Thiện Nghiệp, ba nền tảng của nho thích đạo. Cũng không phải tùy tiện nói, có căn cứ. Điều này là Pháp Nhân Thiên. Nếu thực hành được điều này, thì tuyệt đối không đọa vào ba đường ác điều thứ hai là pháp tiểu thừa đây mới đi vào cửa phật điều đầu tiên chưa vào được cửa phật là pháp thế gian điều thứ hai đã vào cửa phật có ba câu thọ trị tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi chúng ta bắt đầu thực hành từ đâu bắt đầu từ sa di luật nghi điều sau cùng là đại thừa phát tâm bồ đề thâm tính nhân quả nhân quả ở đây nghĩa là niệm phật thành phật niệm phật là nhân thành phật là quả tin sâu không nghi ngờ không phải chỉ nhân quả khác đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả Câu sau cùng này Dạy chúng ta Phải biết giúp người Bản thân tu Và phải giúp đỡ người khác Tự hành hóa tha Tam phước tổng cộng có 11 câu 10 câu đầu là tự lợi Thành tựu chính mình Câu sau cùng là lợi tha Phải giúp người khác đây là Pháp Đại Thừa Ở sao Đức Phật nói rất hay Ba điều này là Ba đời chư Phật Hay nói cách khác Tất cả người tu hành thành Phật Ba đời là quá khứ hiện tại vị lai Đều phải nương vào ba điều này Ba điều này là cương đỉnh chung Nguyên tắc chung tịnh nghiệp chánh nhân. Tu nhân chính là giác chánh tịnh. Chúng ta lấy ba điều này làm căn bản. Thứ hai là lục hòa. Nếu không thể sống hòa thuận với người, không thể vãng sanh. Chính là lục hòa kính Khoa mục thứ ba là tam học Tam học giới định tuệ Khoa mục thứ tư là lục độ Khoa mục thứ năm là phổ hiện Bồ Tát Thập Đại Nguyện Phương Năm khoa mục như vậy Người tu tịnh tông cần phải học tập Khoa mục không được quá phức tạp Không được quá nhiều Phức tạp quá nhớ không hết Công phu sẽ không đắc lực càng ít thì càng tốt trong cuộc sống hàng ngày như xử sự đối nhân tiếp vật tâm hành không trái với năm khoa mục này đây là người tu hành tịnh nghiệp chân chánh Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không ai không vãng sanh Đây là năng nguyện sở nguyện Năng trì sở trì Năng trì là tâm chúng ta Trong nguyện thứ 18 có nói Chí tâm tính nhạo Tâm tâm hồi hướng Vì thế Pháp môn niệm Phật các bậc cổ đức nói rất hay Pháp môn này gọi là pháp môn không hồi hướng Không cần phải đặc biệt hồi hướng Vì sao vậy? Vì mỗi niệm đều là hồi hướng Gọi là tâm tâm hồi hướng Mỗi câu đều tương ưng với Phật A-di-đà Gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Tôi niệm A-di-đà Phật Tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tôi tôi và phật a di đà là một không phải hai quý vị xem thiền sư trung phong trong hệ niệm pháp sự đã nói rất hay tâm tôi tức phật a di đà phật a di đà tức là tâm tôi ở đây tức tịnh độ tịnh độ tức ở đây mấy câu này thiền sư trung phong nói trong hệ niệm pháp sự ngài là người đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Nói như vậy có thể giả được sao? Tu cá pháp môn cá cần phải hồi hướng Pháp môn này thì không cần Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật chúng ta quên lãng câu phật hiệu này tức là tách rời phật a di đà bởi vậy bồ tát đại thế chí dạy phải tình niệm tương tục tương tục nghĩa là niệm niệm không gián đoạn niệm này của chúng ta phật a di đà nhận được chúng ta giống như máy phát vậy tin tức điện báo ở đây phát ra ở bên đó liền nhận được Đây là thật không phải giả Không cần liên lạc với người khác Chỉ cần liên lạc với Phật A di đà Như vậy chắc chắn được vãng sanh Năng sanh sở sanh Năng tán sở tán Vô phi thật tướng Chánh ấn chi sở ấn giả Pháp môn này quá tuyệt thật tướng ấn chứng cho ta thì ta chính là thật tướng thật tướng là gì là trí tuệ chân thật quý vị làm điều này dùng trí tuệ chân thật đây hoàn toàn là thật cho thấy vào trong pháp môn này là pháp môn tịnh độ nhất nhất đều vào trong thật tướng vào trong thật tướng nghĩa là minh tâm kiến tánh nên ban cho là lợi ích chân thật lợi ích chân thật là kiến tánh thành phật không qua pháp này đến thế giới cực lạc không phải là kiến tánh là thấy phật rồi sao hiện nay chưa đến thế giới cực lạc chúng ta có kiến tánh thành phật chăng có một niệm tương ưng là kiến tánh thành phật niệm niệm tương ưng là niệm niệm kiến tánh thành phật đoạn này nói rất hay chúng ta xem tiếp câu kinh văn sau cùng nang trực nang kiến như ưu đàm hoa hy hữu xuất hiện chúng ta ở trong lục đạo trong thập pháp giới gặp được pháp môn này là điều không dễ vấn đề này chúng ta cần suy nghĩ nhiều quý vị xem ngày nay chúng ta nhìn địa cầu trước mắt Từ dân trên địa cầu có khoảng 65 ức người. 65 ức người. Thì có bao nhiêu người biết đến Phật pháp? Thế giới này còn rất nhiều người suốt đời chưa từng gặp, chưa từng nghe đến. Có bao nhiêu ít nhất là một phần ba trong đời này không thấy không nghe cũng có thể có một phần ba có nghe đến phật giáo nhưng chưa từng tiếp xúc Không lui tới Chỉ nghe nói Thật sự nghe được Tiếp xúc được Được một phần ba không? Không có Một phần ba là hai mươi ức người Bây giờ chúng ta đã hiểu Trên toàn thế giới Phật giáo đồ tín ngưỡng Phật giáo Đại khái Chỉ có trên dưới sáu ức người Không nhiều Trong sáu ức người này Coi như là sáu ức trong sáu ức người này Có mấy người thật sự gặp được Phật Pháp Bây giờ chúng ta nói Phật Pháp ở thế gian này có sáu hình thức khác nhau những gì đức phật truyền bá là giáo dục không phải tôn giáo có mấy người biết điều này đại đa số là tôn giáo phật giáo tôn giáo phật giáo tức là đã biến chất có thể đạt được lợi ích chân thật không rất khó bởi vậy, người niệm Phật rất nhiều, nhưng rất ít người được vãng sanh. Ở Liên Xã Đài Trung, Thầy Lý một tuần giảng kinh hai lần. ba mươi tám năm không gián đoạn một tuần giảng kinh hai lần hiểu được một chút phật pháp một vài người niệm Phật mới có được hai ba người vãng sanh. Như vậy mới biết người vãng sanh đúng là không nhiều. Bây giờ chúng ta nhìn thấy có học thuật Phật giáo. Có rất nhiều khoa triết học trong các trường đại học đã đưa kinh Phật vào môn học. Họ không niệm Phật cũng không cầu vãng sanh Mới xuất hiện có tham quan du lịch Phật giáo Còn có xí nghiệp Phật giáo Có tà giáo Phật giáo Như vậy thì không cần nói Bởi vậy bị đào thải từ từ Còn lại không được mấy người Chúng ta mới biết mình rất may mắn thân người khó được chúng ta đã được thân người phật pháp khó nghe chúng ta đã nghe được phật pháp mà còn nghe được chánh pháp trong chánh pháp nghe được pháp môn hy hữu bậc nhất ta đã gặp mây lớn trúng thưởng lớn nếu như không cố gắng nắm bắt trúng thưởng lớn này lại đem đi cờ bạc một chốc đã thua hết như vậy thật đáng tiếc nếu như biết cách vận dụng thì phước báo này hưởng mãi không hết bởi thế tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội này chúng ta cũng là thấy xã hội động loạn địa cầu thiên tai liên miên pháp môn này vô cùng cấp thiết nên đã dừng giảng kinh hoang nghiêm chia sẻ cùng quý vị bộ kinh này tường tận một lần chúng ta cùng nhau chia sẻ việc tu học sau khi giảng kinh này xong nếu còn thời gian chúng ta tiếp tục học hoa nghiêm hoa nghiêm là đại bổn kinh vô lượng thọ không thể thâm nhập hoa nghiêm thì không thể nói ra sự tinh túy của kinh vô lượng thọ nó thông với kinh hoa nghiêm cổ nhân gọi kinh vô lượng thọ là trung bổn hoa nghiêm gọi kinh a di đà là tiểu bổn hoa nghiêm quả đúng là khó gặp khó thấy gặp là gặp được không dễ gặp được không dễ thấy được Hiểu được đạo lý này Rất nhiều đồng học muốn phát tâm Làm chút công đức Làm chút việc tốt Mọi người đều biết Ấn tống kinh điển là việc tốt Suốt đời Đại sư Ấn Quang Chuyên môn làm công việc này Suốt đời Ngài nhận sự cúng dường của tứ chúng Ngài không làm gì khác mà đem tất cả tiền cúng dường này để thành lập nên hoàng hóa xã hoàng hóa xã ở tô châu do ngài thành lập hoàng hóa xã là gì chính là nơi lưu thông kinh phật ở đây có sự in ấn chính là làm công việc này chúng ta nên biết điều này kinh kim cang mọi người đều rất quen thuộc trong kinh kim cang đức phật nhiều lần tuyên thuyết bố thí bảy báo trong đại thiên thế giới không bằng vì người khác diễn thuyết bốn câu kệ kinh điển đại thừa công đức pháp bố thí không thể nghĩ bàn trong nhà phật chúng ta làm việc tốt việc gì là tốt nhất In ấn kinh điển là việc tốt bậc nhất Nhiều kinh điển như vậy chúng ta nên in ấn kinh gì? Chính là kinh vô lượng thọ này Vì sao? Vì kinh vô lượng thọ này là kinh điển bậc nhất trong kinh điển đại thừa Không thể nghĩ bàn chín ngàn năm thơ mạt pháp sau này duy nhất có thể độ chúng sanh liễu sanh tử suốt tam giới vạn sanh thấy phật một đời viên mãn Chỉ dựa vào kinh này Thật quá vi diệu Bên dưới có giải thích trực là gặp Hội sở nói Phật Pháp khó nghe Nên gọi là khó gặp Rất khó gặp được Khó thấy được thân Phật Nên gọi là khó gặp phật pháp khó gặp ngày nay chúng ta đã gặp được khó thấy nếu thật sự dùng công phu như tôi vừa mới nói không quá ba năm sẽ tự thân thấy được phật a di đà không nhận thấy được phật a di đà mà còn theo ngài tu học vĩnh viễn không rời xa ngài đây là thật không phải giả Đến thế giới cực lạc làm gì? Thần cận Phật A-di-đà Tiếp thu giáo huấn của Ngài Đồng thời cũng tiếp thu lời dạy của tất cả chư Phật mười phương Đến thế giới cực lạc sẽ có thần thông này Có bản lĩnh này Có thể phần vô lượng vô biên thân Mỗi ngày đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Phước báo cúng dường Phật rất lớn Mỗi vị Phật đều khai thị vài câu cho ta Như vậy mỗi ngày ta nghe được biết bao nhiêu Phật Pháp Trí tuệ làm sao không khai cho được Phước tuệ song tu Khi đến thế giới cực lạc Tù vô lượng vô biên phước tuệ Nếu thật sự hiểu rõ ràng minh bạch điều này Vạn sanh thế giới cực lạc càng nhanh càng tốt không nên bỏ lỡ thời gian ở đây hoàn cảnh ở đây không tốt không cẩn thận sẽ bị người hãm hại liền đọa lạc tam đồ tất cả chư phật đều khen ngợi thế giới cực lạc cho thấy trong cõi nước của chư phật Đạo tràng bậc nhất vô cùng thù thắng Là thế giới Tây Phương cực lạc Ưu đàm hoa Nhất dịch Đây là có một loại phiên dịch là Linh đoàn hoa Lá nó giống như cây lê Quả lớn bằng nắm tay Vị nó ngọt Không có hoa mà kết trái Cũng có hoa mà khó gặp. Người xưa gọi là đàm hoa. Khi hoa đàm xuất hiện. Ở vùng nhiệt đới có loại hoa này. Chúng ta biết vì sao hoa này khó thấy. Vì khi nó nở hoa là vào lúc 12 giờ đêm. 11 giờ đi xem không thấy nó chưa nở Nhất định nở lúc 12 giờ Hoa vừa nở thì lập tức tàn Quý vị thật sự thấy được khi hoa nở rộ Chỉ khoảng trong vòng 10 phút Nở xong nó liền khép lại Cho nên vô cùng hì hưởng rất hiếm có thời gian hoa nở quá ngắn đức phật dùng loài hoa này để làm ví dụ kinh bát niết bàn nói có một cây thọ phương gọi là ưu đàm bát có trái không có hoa nếu khi hoa này nở tức có vị phật xuất thế tôi từng thấy hoa này tôi thấy là có hoa ở đây nói có trái mà không có hoa giống điều gì hoa quả giống nhau có quả nhưng nó không có hoa nếu thấy nó nở hoa thì thế gian này có phật chúng ta tin điều này thế gian càng khổ đức phật liền xuất hiện đức phật đại từ đại bi không thể không đến ngài đến nhưng xuất hiện bằng thân phận gì chúng ta không biết ngài cũng không bộc lộ thân phận từ trên lý mà nói chúng sanh khổ như vậy Hiện tại liên miên như vậy, Phật Bồ Tát sao không đến được, nhất định đến. Vì sao không bộc lộ thân phận? Bộc lộ họ không giúp được chúng sanh. Cũng sẽ khiến cho tâm thanh tịnh học Phật của chúng sanh bị nhiễu loạn. Nghe Phật Bồ Tát đến, không phải là chuyện hỷ hữu sao? chúng sanh muốn lập tức được thấy phật vì phật này từ sáng đến tối nhiều người đến xem ngài như vậy vậy thì ngài không cần làm gì mệt cũng đủ chết rồi tuyệt đối không bộc lộ thân phận đến không ai biết đi cũng không ai hay đây là bình thường nếu bị người phát hiện hoặc bản thân tự nói là phật bồ tát nào đó tái sanh thì đó toàn là giả là gạt người nếu quý vị nghe nói như vậy thì nhất định đừng đến xem đến xem sẽ bị họ gạt là giả không phải thật nếu như thật thân phận bộc lộ họ lập tức ra đi đó là thật trong điển tịch phật giáo có ghi chép quả thật có bộc lộ thân phận nhưng khi thân phận vừa lộ liền đi ngay không còn gặp được họ nữa không phải phật bồ tát tự xưng là phật bồ tát đây gọi là đại vọng ngữ đại vọng ngữ trong giới kinh kết tội là địa ngục A Di. Mạo xưng Phật Bồ Tát lừa gạt tín đồ lương thiện. Tội này rất nặng. Tội nặng như vậy có ai dám làm không? Có, đúng là có người gan lớn mật lớn như vậy. Những người này đều không tin nhân quả. Họ mới lừa gạt chúng sanh người thường đọc kinh điển trong kinh điển nói rất rõ ràng sẽ không bị lừa không dễ mắc bẫy phật bồ tát không có là thật có đôi lúc xuất hiện Chúng ta xem qua rất nhiều tin tức Thì hiện trong không trung Không phải một người thấy mà rất nhiều người nhìn thấy Mấy phút sau là biến mất Đây cũng là đại từ đại bi Giúp người sanh khởi tính tâm Kỳ nhân duyên thuần thục sẽ nhìn thấy Tôi nói với chư vị Tôi từng nghe nói nhưng chưa từng thấy Rất nhiều người nhìn thấy đã nói với tôi Nhưng bản thân tôi chưa từng thấy Tôi trừ tình lý mà suy đoán thì có thể Văn thù hiện bảo tạng kinh nói Không có Phật xuất thế Giống như có trái mà không có hoa Trong kinh Niết Bàn nói Nếu có hoa Đây là thế gian có Phật Có một sự cảm ứng như vậy trong xuất diệu kinh Cũng nói đến vấn đề này Số ngàn vạn kiếp Lúc nào xuất hiện Chúng sanh thấy hoa gọi là nhân lai sắp ra đời từ những lời trong kinh nói chúng ta có thể tưởng tượng được ưu bát đàm hoa chắc chắn không phải một loại mà có rất nhiều loại có loại kết trái có loại không kết trái vì trên địa cầu rất nhiều nơi có loại hoa này những nơi này khí hậu khác nhau hình như ở miền bắc không nghe nói đến miền nam vùng nhiệt đới có cũng chính là vùng ôn đới á à, nhiệt đới ở malaysia ở đó coi là vùng nhiệt đới gần xích đạo thì đều có ở úc châu cũng có nó ở những nơi khác nhau vì thổ nhưỡng và khí hậu không giống nhau cho nên tôi tin rằng nó có nhiều loại khác nhau. Có một số hoa đàm mỗi năm đều nở. Nhưng khi thời gian nở rất ngắn, đều là vào buổi tối. Lúc 12 giờ đêm. Căn cứ vào những kinh điển này, cho thấy hoa này hi hữu khó gặp không như các loài hoa khác chúng ta thường thấy hoa nở lâu tàn dễ thấy hoa này thì không dễ thấy hi hữu khó gặp có phật xuất thế nó mới nở nên ví như giáo pháp chân thật của phật khó thấy khó gặp quan trọng nhất vẫn là câu này dùng nó để ví như giáo pháp chân thật của phật khó gặp quá trong các tôn giáo hiện tại trong tôn giáo phật giáo hầu như không nhìn thấy chỉ thấy kinh điển kinh điển có hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển Đoàn thể nhỏ của chúng ta. In ấn Đại Tạng Kinh cũng gần khoảng 10.000 bộ. Có kinh điển không có người học. Không những không có người giảng, đến người đọc cũng ít. Cho nên đây là hiện tượng suy yếu của Phật pháp chúng ta biết Phật pháp trong pháp giới hư không giới là giáo dục chủ yếu là dạy học quan trọng là giáo hóa không gì sánh được một nền giáo dục tốt đẹp như vậy cần phải phát nối phật tuệ mạng lợi ích chúng sanh dùng phương pháp gì để thực hiện nhất định phải dựa vào bản thân không thể dựa vào người khác dựa vào người khác quý vị sẽ thất vọng hoàn toàn phải khuyên bản thân tinh tấn tu học. đem những điều tâm đắc tu học của mình chia sẻ với người khác, khiến mọi người đều đạt được lợi ích. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta phải lợi dụng công cụ này có một thiết bị đơn giản như vậy nếu có internet thì rất tốt rất nhiều người có thể nghe và thấy qua mạng không có internet thì chúng ta quay lại làm thành cd phát khắp nơi cho những người có duyên như vậy ta không uổng phí chỉ đến thế gian này lần này ta đến thế gian là để hoàn truyền giáo pháp chân thật của như lai khó thấy khó gặp này ta đã gặp được đây là việc đáng vui đáng mừng biết bao nếu như gặp được bộ kinh này gặp được pháp môn này nỗ lực tu hành chỉ cần thời gian ba năm chúng ta có thể đến thế giới cực lạc gặp phật a di đà quý vị xem chúng ta may mắn biết bao muốn đến thế giới cực lạc gặp phật a di đà quý vị cần phải biết phải buông bỏ sạch sẽ những gì thuộc thế gian này Khó từ bỏ nhất đó là tình chấp Khó bỏ cũng có thể bỏ Khó được cũng có thể đạt được Được ở đây là gì? Được đến thế giới cực lạc Được gặp Phật A-di-đà Khó vứt bỏ cũng có thể vứt bỏ Như vậy ta mới có thể đạt được điều khó được Nếu ở đây không chịu buông bỏ Thì không thể đạt được những thứ ở đó Kinh điển không thể không siêng đọc Không thể không siêng nghe Vì sao? Vì đọc nhiều, nghe nhiều Từ từ sẽ hiểu Từ từ sẽ giác ngộ Thật sự buông bỏ được Không tiếp tục làm những điều ngu ngốc Tinh tấn nỗ lực tu hành một đời thành tựu vô cùng viên mãn. Kim là lúc Đức Thế Tôn còn tại thế. Là ngày Đức Thế Tôn mở Pháp hội này, giảng bộ kinh này. Hôm nay, nhân vị câu hỏi của Tôn giả A Nan, ngài A Nan thầy chúng ta khởi thỉnh. Mở bổn hoài của Thế Tôn. Người xưa gọi là cởi mở Hoan hỷ Vô cùng hoan hỷ Vì sao vậy? Chúng sanh Học tập tịnh độ Nhân duyên thuần thuộc Cầu sanh thế giới cực lạc Thần cận Phật A-di-đà Đây là điều vô cùng hoan hỷ Tại sao vậy? Vì nhân duyên này đã thành thục Những người này ngay trong một đời Được viên mãn thành Phật Các tông môn, giáo môn khác Muốn thành Phật phải mất rất nhiều thời gian Còn nhanh như vậy Quý vị xem, chưa đoạn được nhất phẩm phiền não, được hà hà phẩm vãng sanh, Mười hai kiếp bản thân chứng được A-duy Việt Trí Khi chưa chứng Phật A-di-đà gia trị chúng ta Cũng đồng với A-duy Việt Trí Quá hy hưởng Trong tất cả cõi nước chư Phật Tần hư không biến pháp giới Không tìm được pháp môn như vậy chúng ta cùng nhau tu học quý vị nói đây là phước báo gì ngày nay chúng ta sống trên địa cầu có hoàn cảnh ra sao phước báo của chúng ta như thế nào tâm tình hôm nay của chúng ta cũng cởi mở như đức thế tôn vậy hiển thị hoàn nguyện của phật di đà bản nguyện của phật a di đà nghĩa là độ lục đạo chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới đây là bản nguyện của ngài 48 nguyện trong kinh này Là tự thân Phật A Di Đà nói Đức Thế Tôn thuật lại cho chúng ta nghe Cho nên từng chữ từng câu trong phẩm thứ sáu Là tự thân Di Đà tuyền thuyết tác phẩm khác là thế tôn giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta khen ngợi phật bồ tát tịnh độn thù thắng không gì sánh được khiến chúng ta khởi tâm hướng đến thế tôn đem pháp chân thật này diễn thuyết rõ ràng phổ độ lợi ích quần sanh như chúng ta tiếp đại khách bưng thức ăn lên hết tất cả những thứ ngon đều đem ra không cất giữ thứ gì đem ra hết nói các kinh khác đều có giữ lại vì sao vậy điều này hay nhất phải giữ lại chưa viết ra nếu nói ra thì không còn nữa kinh này thì nói ra tất cả nên khen ngợi tôn giả a nan rằng hôm nay ông hỏi như vậy lợi ích rất nhiều khen ngợi a nan hôm nay ông hỏi lợi ích này rất lớn lao có thể khiến vô lượng chúng sanh có nhân duyên nghe được tiếp xúc được y theo pháp này mà tu hành một đời thành tựu viên mãn trong này ít nhất có một nửa ba năm thành tựu tôi nói điều này đều có căn cứ quý vị mở tịnh độ thánh hiện lục vãng sanh truyện có khoảng một nửa ba năm thành tựu tuyệt đối không phải ba năm là thọ mạng đến mà là ba năm công phu thành tựu Tức là còn thọ mạng nhưng không cần Muốn được vãng sanh Họ đã ra đi như vậy Trước đây có người hỏi tôi điều này Họ đọc tịnh độ Thánh Hiền Lục Và vãng sanh truyện rồi hỏi tôi Phải chẳng những người này đúng ba năm là vừa hết thọ mạng Tôi nói với họ đâu có trùng hợp đến vậy Nếu là số ít một vài người Đó có thể cho là trùng hợp Nhiều người như vậy Nói trùng hợp là điều không thể Chỉ có một đạo lý là họ không cần thọ mạng nữa Như Pháp Sư Doanh Kha là trường hợp điển hình nhất Phật A Di Đà nói với Sư Thọ mạng ngươi còn 10 năm, 10 năm cố gắng niệm Phật Khi làm mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn Pháp sư Doanh Kha thừa với Phật Di Đà Con không cần 10 năm thọ mạng này Con muốn được theo Ngài ngay bây giờ Phật ở Di Đà đồng ý Được, ba ngày sau ta đến tiếp dẫn ông Ba ngày sau, không bệnh mà ra đi Quả đúng là ba ngày sau ra đi từ trường hợp này chúng ta biết rất nhiều người thọ mạng vẫn còn nhưng không cần muốn sớm ngày đến thế giới cực lạc sớm ngày thân cận phật a di đà đây là thật hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây thank you